Mới đây, tại trường Đại học Sư phạm Đào Thái Nguyên đã diễn ra chương trình gặp gỡ và giao lưu với nhà thơ Trần Đăng Khoa. Trên 300 đại biểu, giáo viên và sinh viên khoa giáo dục tiểu học đã được nhà văn, nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ trao đổi kinh nghiệm về việc khai thác, sử dụng ngôn ngữ, thủ pháp nghệ thuật trong các tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ lớn, cũng như trong kho tàng văn học dân gian. Thông qua đó giúp các bạn sinh viên tìm hiểu chất liệu ban đầu, từ đó sáng tác nhiều bài thơ hay, cũng như hiểu rõ lợi ích của việc nghiên cứu, đọc sách đối với cuộc sống, qua đó góp phần nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn cho các bạn sinh viên.